nhà thiết kế còn lại tiếp tục cuộc cạnh tranh quyết liệt với những thử thách ngày một khó khăn hơn. Ai sẽ là người ra đi? Ai sẽ là người tiếp tục cuộc hành trình? Hãy cùng chờ đón tập tiếp theo của Project Trendway, nhà thiết kế thời trang Việt Nam, phát sóng lúc 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3.